Ngày 24 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử Phạm Thị Mỹ Hằng, 29 tuổi, và Bùi Thị Thu Hiền, 32 tuổi, cùng trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, mặc dù không có thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ trong việc tuyển dụng lao động, Hằng đã cấu kết với Hiền nhiều lần lừa đảo dưới hình thức xin việc làm cho nhiều người để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, ngày 6 tháng 3 năm 2020, Hiền hứa với bà Hà, 60 tuổi, trú Nghệ An, xin cho con ruột của bà vào làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, rồi chiếm đoạt 90 triệu đồng. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, Hằng hứa với bà Thu, 66 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, xin cho con trai của bà vào lái xe chở khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, chiếm đoạt 70 triệu đồng. Cùng thủ đoạn, Hằng và Hiền hứa với bà Bích Hà, 55 tuổi, trú Quảng Bình, xin cho chị con gái của bà vào làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Đồng Hới, chiếm đoạt 769 triệu đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết luận, Hằng với Hiền đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Hằng mức án 12 năm tù và Bùi Thị Thu Hiền mức án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.